sáng nay 30 tháng 8, Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh vừa chính thức thông xe phần còn lại của tuyến đường vành đai Tân Sơn Nhất, Bình Lợi, vành đai ngoài. Đây là đường vành đai giúp nối Thành phố Hồ Chí Minh với cửa ngõ phía Đông thuận lợi và nhanh chóng hơn. Ngày 30 tháng 8, Thành phố Hồ Chí Minh thông xe đoạn từ nút giao Nguyễn Kiệm, Nguyễn Thái Sơn đến nút giao Trường Sơn. Với việc hoàn tất đoạn đường này thì toàn bộ đường vành đai Tân Sơn Nhất, Bình Lợi, vành đai ngoài đã được thông xe toàn tuyến. Vành đai này tạo hướng giao thông mới ở cửa ngõ Đông Bắc của thành phố, nối sân bay Tân Sơn Nhất và giúp giảm bớt áp lực cho đường Trường Sơn và một số con đường ở khu vực sân bay.